Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, Ban thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ hai khóa 12 mở rộng nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, vận động quân chúng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời cũng làm rõ tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ cơ sở và đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng quy trình quy định tiếp tục quan tâm kiện toàn, củng cố nâng chất hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. những tháng cuối năm 2020, các cấp ủy chính quyền địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, nhất là phục hồi kinh tế xã hội, củng cố kiện toàn cấp ủy trực thuộc sau đại hội, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Cũng trong tuần, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè tình nguyện lần thứ 18 năm 2020. Với chủ đề Thanh niên Châu Đốc tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, chiến dịch mùa hè tình nguyện lần thứ 18 năm 2020 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8. Theo đó, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố thực hiện công trình thanh niên tại 5 tuyến phố với các tiêu chí sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân xây dựng ba nhà nhân ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tổ chức một buổi tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 100 lượt thanh niên phấn đấu thành lập đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em tổ chức sinh hoạt hè ôn tập hè dạy bơi dạy ngoại ngữ tập quấn hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước và xâm hại trẻ em sau buổi lễ phát động ban thường vụ thành đoàn châu đốc đã tặng sân chơi thiếu nhi cho phường cho phú a tặng mô hình thư viện xanh cho trường tiểu học lê văn tám trao 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố và tặng một máy nước nóng lạnh cho chốt dân quân biên giới xã Vĩnh Tế với tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Đồng thời, ra quân tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni lông tại chợ dân sinh nhằm giảm thiểu chất thải nhựa. Trong tuần ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến giám sát và kiểm tra đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2020, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức thành lập các tổ chi trả và phân nhóm địa điểm cấp phát tại nhà cho các đối tượng, nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội là người già, tàn tật không có điều kiện đến trụ sở nhận. Qua đó, việc cấp phát tiền trợ cấp được kịp thời, đúng tiến độ, đúng đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, thành phố Châu Đốc đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 3 đối tượng, bao gồm 415 người có công giới cách mạng, 3.773 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng và 1.146 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. trong tuần, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh chung tay cùng cả nước tập trung phòng chống dịch COVID-19, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của các cấp công đoàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Liên đoàn lao động phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh và Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện trong cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động thành phố đã tiếp nhận được 171 đơn dị máu. Đồng thời, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm ổn định, bảo đảm chế độ, phúc lợi người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành nghiêm quy định pháp luật lao động như cất mới và sửa chữa nhà máy ấm công đoàn cho hai đoàn viên với tổng số tiền 60 triệu đồng, cất nhà đại đoàn kết cho một đoàn viên với số tiền 35 triệu đồng, hỗ trợ từ quỹ tương trợ giáo dục cho một đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 2 triệu đồng. Cũng trong tuần, Ban thường vụ Thành đoàn Châu Đốc tổ chức tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên năm 2020. Tại buổi tập huấn, các thanh niên được trang bị các kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh, trải nghiệm thực tế và đúc kết kinh nghiệm cho mình tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên hình thành và hiện thực quá các ý tưởng dự án khởi nghiệp góp phần giải quyết việc làm hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình Trong tuần ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 7 2020. Dịp này các đồng chí cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã được nghe 4 chuyên đề gồm tổng hợp tình hình thời sự trong nước, lực lượng vũ trang và thế giới nổi bật thời gian gần đây chương trình chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ của việc theo, quân đội chủ động đấu tranh đẩy lùi thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2020 và quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2020 thông qua buổi thông tin thời sự nhằm định hướng một số nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương thành phố nâng cao ý thức trong tiếp cận thông tin không để mơ hồ mất cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch xác định tốt trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ban thường vụ thành đoàn châu đốc phối hợp với trung tâm y tế thành phố châu đốc tổ chức tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản dị thành niên thanh niên dịp này các đoàn viên thanh thiếu niên được truyền đạt một số kiến thức như thông tin cơ bản về dị thành niên thanh niên nguy cơ dị thành niên thanh niên phải đối mặt các hành vi mà dị thành niên thanh niên cần thực hiện để bảo vệ mình lợi ích của việc tự chăm sóc trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với dị thành niên thanh niên Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho đoàn viên thanh thiếu niên có sự hiểu biết và nhận thức rõ hơn về sức khỏe sinh sản và hướng đến lối sống lành mạnh, góp phần thực hiện bình đẳng giới, ngăn chặn giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao vai trò vị thế của trẻ em gái cũng như hiểu biết của vị thanh niên thanh niên thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt